còn đây nè. Thì hôm nay là đến đang bị mời ông đi với tôi đi làm ăn, có vụ làm ăn hay lắm. Anh em mình rủ nhau cùng nhau đi làm. Hai anh em đi nhỉ? Cái ông ngồi là tôi chỉ nhá, tôi vào bảo bà trong trẻ đó. Con nhanh lên đi nhá. Bà ở nhà trông mấy đứa trẻ nhá, cho con ra ngoài có tí việc tí. Sao nhỉ? Ừ? Sao nhỉ? Ừ, không có gì nào. Không có gì nào, tao bảo về đi, về chạy. Thank you.
làm sao ngồi đây hả? Em đâu? Thằng em đâu? Thôi con ngồi đây thôi, em đâu? Em đâu? Đó là cái nhũ là nó bao phải ôi nghĩ ác quá thế phun cản giam mà đau, chúng tôi bị kẻ phun giam mà đau thì mặn liều, u che bút tới.
cái xin là cái xin. Mà thế mình tu nha. Mình tu tế nha, mà mình ý tốt như vừa đáng. Ta tháo con như lửa em đá này. Nhìn đúng không? Và tôi gì nói, tôi gì nói đây. Tôi nói chưa phụ nó, phụ nó, phụ tao, tao hả phụ bà nhận đó. Vâng, cả nhà na hàng phun lá. Phun cả nhà na đây. Mày hay tàu cũng à phun ao hay những dân kiểu dân. Mày nào phun cả dân đây. Và thả này phun nắm mà tổng mì hải về thì phun nhà này. Phun về đủ cả nhầm. Nhà phun ấy mì cháu mua nhàn tiền với chía. Bà mất có mì ở nhà này thì phun mà kéo. Thế này hay hít luôn thì phải thấy những chút giả chè lộ.
Dạ, ba kia với nhà nó à. Nhà nó nhận cụ à. Nhà đó. Nhà kia là nhà hả? À thôi, là vô thủn giếm tuôn hả nhận. Quê đàn cháu. Ba nhà cháu nè. Bà nhận nhận cháu đi, nhận lấy chi bài khác, nhận đi. Bà nhận, cô nhận vừa nãy ha, bà nhận, bà cứ nhận, bà nhận đi. Bà phải phun tóc xuống của bà hùng phải à? Ừ, cần đâu tội ăn trên đầu. Nhưng mà bà phải nát.